Hội chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp bàn chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng thành phố Hoa năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, các sở ban ngành trong tỉnh, các mạnh thường quân đồng hành với Hội chữ thập đỏ tỉnh qua nhiều hoạt động nhân đạo. Chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng thành phố Hoa năm 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 6 và ngày 7 tháng 7 năm 2024 với mục tiêu tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, nhất là trong dịp hè. Đồng thời, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, cho sức cống hiến cho xã hội. Chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay diễn ra với các hoạt động như diễu hành, tuyên truyền cổ động về hiến máu tình nguyện và bệnh tăng máu bẩm sinh trên các xe loa, xe ô tô, xe đạp đôi, tổ chức thăm tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, tọa đàm trao đổi giữa người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh với lãnh đạo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đêm khai mạc ấn tượng Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu tình nguyện. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã thống nhất kế hoạch tổ chức cũng như công tác phối hợp để chương trình thực sự mang lại ý nghĩa nhân văn cho cộng đồng.